Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo là chiều mai sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Khi mà mới xuống thì sẽ gây mưa nhỏ cho một số nơi của Bắc Bộ, sau đó thì khô dần và nhiệt độ giảm. Cao nhất ngày mai ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của miền Bắc phổ biến trong khoảng nhiệt là từ 18 đến 22 độ, cảm giác lạnh hơn so với hôm nay. Với Trung Bộ thì Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh chiều mai sẽ có mưa do tác động của không khí lạnh. Và Đồng Hới, Đông Hà, Huế thì đến chiều tối cũng sẽ có mưa. Nhiệt độ khu vực này dao động là từ 23 đến 27 độ. Đà Nẵng trở vào Phan Thiết thì trời tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ không vượt quá 30 độ. Nắng cũng là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống Gia Nghĩa trong khoảng là 28 đến 29 độ, trời mát. Với Nam Bộ thì ngày mai trời nắng từ sáng cho đến chiều. Nóng nhất sẽ là thành phố Biên Hòa hay Thủ Dầu Một, 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác sẽ có nhiệt độ là từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, cảnh báo từ chiều mai, gió ở Vịnh Bắc Bộ cũng như là Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Với vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau và ra tới phía tây của huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc từ đêm mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.